Phương Ngọc đánh Mẹ Ngọc. Bình tĩnh, bình tĩnh gì rồi, ok. Thế phải nói đây, ai đánh bố? Em gì? Chắc là em Ly á. Có phải con không? Không phải con thì ai? Con đến đâu? Thế ai cầu bố? Mẹ Ngọc gì để bố đánh Mẹ Ngọc? Em, bình tĩnh, bình tĩnh nhá. Rồi. 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 Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống rồi, từ từ, về như nào, rốt cuộc ai đánh bố? Rồi, bố nằm. Ai cầu bố? Ai cầu bố? Ok rồi, bạn nói chuyện đây. Ai cầu tôi? Mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc gì? Bình tĩnh nhỉ, sao bình tĩnh được? Đánh sao bình tĩnh được? Cầu đau như thế, ai bình tĩnh được? Bây giờ như nào? Cái đèn. Cái đèn liên quan gì? Cái đèn đánh búa. Bố đập vỡ cái đèn luôn. Sau đó bố đánh Mẹ Ngọc. Bình tĩnh, bình tĩnh nha. Bình tĩnh như thế nào? Nằm xuống. Rồi, ok. Bây giờ nói đây cho nào. Bình tĩnh như nào? Để đây cho bố cầm. Bình tĩnh như thế nào? Nói nhỏ rồi nói to ấy. Ai đánh bố? Cái đèn trắng trắng kia. Bố đập vỡ cái đèn luôn. Bố đẹp đi. Sao là bố đánh Mẹ Ngọc? Không, mình thích. Bố đánh. Không, mình thích. Rồi như thế nào? Sao phải bình tĩnh? Giải quyết đi, tại sao phải bình tĩnh? Tại vì tôi không nên được thế. Thế là mẹ yêu tôi. Mẹ nó nà kìa. Mẹ yêu bố. Như nào cơ? Ở lúc đấy. Mẹ yêu bố mà được á? Không được, bố đánh mẹ thì tại vì mẹ đánh bố. Không, bình tĩnh. Rồi, bây giờ như nào mà chết đi? Lily đánh bố hay là mẹ đánh bố? Cái đèn bố. Ai? Đèn rồi Mẹ Ngọc. Cái đèn làm sao đánh được bố? Cái đèn làm gì có tay mà đánh bố? Thì không được rồi, Mẹ Ngọc đánh bố đúng không? Không. Bây giờ như nào? Bố đang cực kỳ cáu, bố đang cực kỳ tức giận vì có người cấu bố là mẹ hay là con? Trả lời bố là mẹ hay là con? Em Ly, đánh em Ly. Là không phải con à? Không có con, bà cần bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được mà bình tĩnh trong khi bị đánh đau như thế này? Đâu, đánh đau đâu mà đánh đau. Lúc đấy con ngồi nhìn thấy mẹ ngồi đến đi đi mà không bị mẹ đến bố khén đâu con ngồi nhìn thấy mẹ mà. Thế nghĩa là sao mẹ vừa đánh bố đúng không? Để bố xử lý mẹ. Không. Thế là con đánh bố à? Con cầu bố đúng không? Em Ly. Em Ly cầu bố á? Chị á? Không phải con thì ai? Con lại nói dối à? Bảo vệ đánh bố để bố sang bố xử bảo vệ. Không được. Sau đó bố đánh Mẹ Ngọc.